ngày mai đón về sau. Hôm sau, đoàn hổ chuẩn bị đi đón con. Bác gái chất vấn anh ta tại sao lại đánh thằng bé. Nghe thấy con trai tố cáo bậy bạ, đoàn hổ tức giận. Anh ta bảo đoàn ích nói thật, rốt cuộc mình có đánh nó không. Cái thằng này còn cần đồng nghĩa cậu làm gì.